Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 2 năm 2021, chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố Thái Bình đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, đặc biệt tại những nơi công cộng. Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học thông qua hình thức học trực tuyến. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình, chủ trì kỳ họp thứ 2 Ủy ban Bầu cử tỉnh, nghe tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, các bước tiến hành thực hiện công tác bầu cử đảm bảo theo đúng trình tự, thời gian quy định, nhiệm vụ hiệp thương giới thiệu người tham gia ứng cử bước đầu đạt kết quả tốt. Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình giao Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố rà soát lại số lượng đơn vị hành chính, trên cơ sở đó thành lập đơn vị bầu cử phù hợp. Đồng chí thống nhất thành lập 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình để bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa 15, giao Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí thống nhất số lượng được bầu là 62 đại biểu, thành lập 16 đơn vị bầu cử ở 8 huyện, thành phố. Đối với cấp huyện, thống nhất bầu 312 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, giao Ủy ban Bầu cử các huyện, thành phố rà soát lại số lượng đơn vị bầu cử và công bố đúng thời gian quy định. Các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bầu cử, về quyền và nghĩa vụ của cử tri. Những nội dung tuyên truyền về công tác bầu cử thì phải làm thường xuyên hơn nữa, tích cực hơn nữa, sâu rộng hơn nữa và cụ thể hơn nữa. Để thông qua đó thì nhân dân cũng như cử tri biết được quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình và có cái trách nhiệm tham gia đầy đủ và những cái nội dung, các công việc và thuộc trách nhiệm của quyền và trách nhiệm cử tri liên quan đến cuộc bầu cử. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo về phân bổ đại biểu được bầu và đại biểu được giới thiệu cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự, tiến hành hiệp thương lần 2, lần 3, bám sát mốc thời gian theo quy định. Các tiểu ban cần khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện, lưu ý nắm bắt tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để có giải pháp phù hợp, nhất là liên quan đến an ninh mạng, an toàn thông tin. Chúng ta phải chú trọng làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác tội phạm, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến tin báo tố giác tội phạm, những quan tội phạm mà liên quan đến quyền tự do dân chủ trong cái bầu cử. Rồi là cái khiếu nại, tố cáo, làm sao chúng ta phải tập trung giải quyết, đấy, rà soát lại hết tất cả. Tôi đề nghị là các cấp, đấy, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã, là các đồng chí chỉ đạo để rà soát lại tất cả những cái đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, những đơn thư khiếu nại nó có liên quan đến đảm bảo cái an ninh trật tự, liên quan đến cái vấn đề về là ảnh hưởng đến cái việc bầu cử, liên quan đến nhân sự giới thiệu ứng cử vân vân, thì chúng ta phải tập trung giải quyết. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành phải chủ động các công việc ngay từ bây giờ, nhất là rà soát vật tư, phương tiện bảo đảm cho cuộc bầu cử, chủ động lập danh sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, với đợt dịch COVID-19 lần thứ 3 này, các chuyên gia nhận định là đợt dịch tương đối phức tạp vì biến chủng của virus SARS-CoV-2 tại Anh có tốc độ lây nhiễm cao hơn 70% so với chủng cũ. Vì vậy, trong thời gian ngắn, Việt Nam phát hiện nhiều ca bệnh, đặc biệt là ổ dịch xảy ra trong khu công nghiệp. Chiều nay, Việt Nam ghi nhận thêm 15 ca mắc mới COVID-19 là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Trong đó, 13 ca là F1 đã được cách ly trước đó, 1 ca trong khu vực phong tỏa. Các ca này không gây nguy hiểm đối với cộng đồng. Một ca phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện. Công tác điều tra dịch tễ đang được tiếp tục thực hiện. Như vậy, đến nay cả nước có tổng cộng 2.362 bệnh nhân COVID-19. Liên quan tới vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế cho biết trong năm 2021, Việt Nam đã đàm phán được 60 triệu liều vaccine. Bộ Y tế sẽ cố gắng để người dân tiếp cận được vaccine đầy đủ.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Bình. Trực tiếp đến kiểm tra tại các khu chung cư, chợ, trung tâm thương mại và các điểm tâm linh trên địa bàn thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị thành phố Thái Bình cần tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ nguy cơ về dịch COVID-19 để nâng cao công tác tự phòng tránh. Tổ chức sát sao việc rà soát các cơ sở lưu trú trên địa bàn, nắm bắt tình hình tạm trú, tạm vắng và công dân đi và đến từ tỉnh ngoài, đặc biệt là những người đến từ vùng có nguy cơ cao. Tổ chức quản lý chặt chẽ các trường hợp tự cách ly trên địa bàn và chuẩn bị phương án đáp ứng trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho các trường hợp cách ly tại cơ sở y tế. Cần coi trọng giám sát ở cộng đồng để phòng dịch tốt ngay tại cơ sở. Các đơn vị địa phương dừng tổ chức các hội nghị hoạt động tập trung đông người. Các đám hiếu, đám hỉ trên địa bàn phải được nhắc nhở hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, sáng nay Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình. Thời gian qua, có một số địa phương phải đối phó với đợt dịch thứ ba. Đây là đợt dịch rất phức tạp. Các ổ dịch xảy ra chủ yếu ở các khu công nghiệp và số lượng bệnh nhân tăng là do chủng mới lây lan nhanh. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định đây là bài học cho các địa phương trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay. Các địa phương cần phải cảnh giác cao độ. Tại Thái Bình, thời gian qua đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Những trường hợp có liên quan đến các ca nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 đã được rà soát, truy vết cách ly ngay, đồng thời chủ động sẵn sàng với nhân lực, vật tư, hóa chất, các điều kiện cho công tác phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị các tình huống đối phó khi có dịch xảy ra. Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, Quỳnh Phụ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, duy trì hoạt động các chốt kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn, đặc biệt là người từ vùng dịch về địa phương. Quỳnh Phụ tạm thời đóng cửa, không đón tiếp khách tham quan tại các di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn, nhất là các di tích lớn như đền A Sao, đền Đồng Bằng. Các cơ sở ăn uống, dịch vụ kinh doanh đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, giãn cách các bàn ăn cách nhau tối thiểu 2 mét, chỉ phục vụ bằng 1/3 số lượng đáp ứng, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch trong cộng đồng, thực hiện nguyên tắc 5K trong phòng dịch, chủ động xét nghiệm sàng lọc người có nguy cơ cao, tăng cường rà soát, tổ chức khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, rà soát các trường hợp nguy cơ từ vùng dịch về, lập danh sách phân loại để có biện pháp hướng dẫn phòng dịch theo quy định. Bệnh viện Đa khoa huyện chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng các phương án khi có dịch bệnh xảy ra tại cộng đồng, đảm bảo an toàn sức khỏe tính mạng cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, không còn bỡ ngỡ như khoảng thời gian giãn cách xã hội năm 2020, việc triển khai dạy và học trực tuyến giờ đây đã được các cơ sở giáo dục của tỉnh Thái Bình chủ động thực hiện. Học trực tuyến được các thầy cô và phụ huynh đánh giá là phương pháp đạt hiệu quả dạy học tối ưu nhất trong khoảng thời gian học sinh tạm dừng đến trường. Không có học sinh trực tiếp ngồi nghe giảng, nhưng mỗi thầy cô giáo vẫn cần mẫn đến trường hàng ngày với bảng đen phấn trắng và các thiết bị phục vụ cho việc dạy học trực tuyến. Mặc dù học sinh tạm dừng đến trường, nhưng việc học bài mới và kiểm tra đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh vẫn được duy trì nhờ việc phối kết hợp sử dụng đa dạng các phần mềm dạy học. Giáo viên theo dõi, kiểm tra, đánh giá cái quá trình học tập tiếp thu kiến thức của các em trên Internet để từ đó có cái kế hoạch củng cố và bổ sung kiến thức sau khi các em đã trở lại trường. Và đối với học sinh lớp 9 thì cái kỳ thi vào trung học phổ thông của các em rất đến gần, không phải đợi đến ngày mùng 6 mà ngày mùng 4 thì chúng tôi đã gửi bài ra những cái dạng đề để ôn tập cho các em. Nhà trường đã cung cấp cho bọn em tài khoản để tham gia vào những khóa học và được hướng dẫn chi tiết về kỹ năng sử dụng ứng dụng làm sao cho phù hợp nhất. Mặc dù vậy, khó khăn khi học trực tuyến là điều không tránh khỏi, đặc biệt là với khối lớp 1. Chỉ vừa học xong một học kỳ, học sinh lớp 1 hiện đang tiếp tục học đánh vần và ghép vần qua hình thức trực tuyến. Khi nghỉ Tết thì nhà trường có họp với phụ huynh để có biện pháp để dạy các cháu qua trực tuyến. Bởi vì các cháu chưa biết máy tính nên là bố mẹ là bao giờ cũng phải ngồi cạnh. Có nhất là các em sẽ không tập trung được như ở trên lớp, phải phụ thuộc nhiều vào cái sự hỗ trợ của bố mẹ.
để sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin. Và thứ hai, năm nay kiến thức rất là mới. Các con hầu như trên lớp là phải sử dụng cái biện pháp học nhóm. Mà bây giờ các em học như này hoàn toàn là cá nhân, nên triển khai rất là khó khăn. Về phần sửa vần là khó cho giáo viên, bởi vì các con nghe trên hệ thống âm thanh nó không được chuẩn. Đấy, và khi hoặc là nhìn mồm cô giáo cũng không được chuẩn bằng ở trên lớp. Việc cho học sinh tạm dừng đến trường là vấn đề không ai mong muốn. Tuy vậy, tất cả thầy, trò và phụ huynh đều nỗ lực phối kết hợp qua hình thức học trực tuyến để học sinh được tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Hải Dương, địa phương giáp danh với tỉnh Thái Bình. Trước những khó khăn mà Hải Dương đang gặp phải, tỉnh Thái Bình chủ trương sẵn sàng chi viện giúp đỡ Hải Dương trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng là để giảm nguy cơ dịch xâm nhập vào Thái Bình. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình về nội dung này. Thưa ông, trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất là phức tạp tại Hải Dương, thì ngành Y tế Thái Bình đã có những phương án gì để sẵn sàng chi viện cho Hải Dương nếu được yêu cầu ạ? Vâng, chúng tôi đã thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh. Thì Sở Y tế cũng đã xây dựng kế hoạch và chủ động các cái phương án để hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ cho tỉnh Hải Dương trong cái công tác phòng chống dịch với ba cái phương diện. Phương diện thứ nhất ý, là sẽ hỗ trợ cho Hải Dương thực hiện cái việc tiếp nhận các cái đối tượng phải cách ly tập trung theo cái sự điều tiết của quân khu 3 vào các cái điểm cách ly tập trung của tỉnh Thái Bình với cái quy mô có thể tiếp nhận khoảng 200 người đối tượng. Thứ hai ấy là Thái Bình sẽ hỗ trợ cho Hải Dương về vấn đề tiếp nhận mẫu và tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các cái đối tượng mà được lấy mẫu của Hải Dương với cái khả năng thực hiện được khoảng tầm 200 mẫu đơn hoặc là 900 cái mẫu gộp. Thứ ba là Thái Bình sẽ sẵn sàng có các cái kíp hỗ trợ về nhân lực, cán bộ, bác sĩ điều dưỡng để sang cùng với Hải Dương thực hiện cái việc truy vết F1, F2 hoặc là tổ chức lấy mẫu và có thể hỗ trợ ngay kể cả vào các cái điểm mà điều trị các cái người bệnh đang thực hiện cái cách ly tại các cơ sở y tế. Thưa ông, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã giao cho Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu để tham mưu ban hành hướng dẫn về việc đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 khi lưu thông hàng hóa qua các chốt kiểm soát tại Thái Bình. Vậy có những điểm gì đáng chú ý ạ? Sau cái cuộc đi kiểm tra trực tiếp tại các cái điểm chốt, nhất là chốt ở Cầu Hiệp, Quỳnh Phụ, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có cái chỉ đạo trực tiếp và chúng tôi cũng đã nhanh chóng về phối hợp hai sở y tế cùng với Sở Giao thông Vận tải để nghiên cứu, để tham mưu cho Ủy ban tỉnh để có những cái hướng dẫn rất cụ thể thực hiện cái việc phòng chống dịch qua các cái chốt kiểm dịch đối với lại những cái trường hợp mà đi từ tỉnh Hải Dương đang thực hiện trong cái thời gian giãn cách xã hội đi vào tỉnh Thái Bình hoặc là từ Thái Bình đi sang Hải Dương. Hiện nay thì đang thực hiện theo cái quyết định 898 của Bộ Y tế thì những cái nội dung quy định cũng tương đối là cụ thể rõ nhưng mà chưa được cụ thể và có những cái trường hợp trong thực tiễn ở các điểm chốt thì chúng tôi cũng đang có những phương án thao gỡ để làm sao thực hiện vừa là đảm bảo công tác phòng chống dịch nhưng mà vẫn để đảm bảo cho cái việc giao thương, cung cấp lưu thông hàng hóa phục vụ cho các cái nhu cầu thiết yếu cũng như sản xuất kinh doanh của người dân và các doanh nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn ông. Cũng liên quan đến nội dung này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa quyết định ủng hộ tỉnh Hải Dương hai gói bảo hộ để phòng chống dịch COVID-19, gồm khẩu trang y tế và quần áo bảo hộ trị giá 1 tỷ đồng. Chuyển sang các tin tức khác. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa. Nhận thức nhiệm vụ mới là trọng trách, vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Tân trưởng ban tuyên giáo Trung ương khẳng định luôn ghi nhớ và quyết tâm thực hiện lời thề danh dự của quân nhân là tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, với nhân dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, khẳng định kế thừa sự nghiệp vĩ đại của Đảng cũng như của ngành tuyên giáo để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt quan điểm, đường lối, chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới.
Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác của Bộ đã về kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tính đến thời điểm này, tỉnh Thái Bình đã gieo cấy được khoảng 50.000 ha lúa xuân, đạt trên 66% diện tích. Kiểm tra thực tế tại xã Bình Minh và xã Vũ Hòa của huyện Kiến Sương, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao sự chủ động các điều kiện sản xuất của Thái Bình như công tác chỉ đạo lịch thời vụ, điều tiết nước, đưa nhiều giống lúa năng suất chất lượng cao vào sản xuất và đặc biệt là trong bối cảnh của dịch bệnh COVID-19, nhưng nông dân Thái Bình vẫn xuống đồng thực hiện gieo cấy theo khung thời vụ. Hiện nay thì phải nói là thời tiết rất là thuận lợi, nước thì đã được lấy đầy đủ và mạ đến tuổi cấy. Chúng tôi đề nghị các địa phương, bà con nông dân chúng ta khẩn trương tập trung gieo cấy lúa đông xuân trong cái khung thời vụ tốt nhất. Chúng ta sẽ phấn đấu cơ bản cấy xong diện tích lúa đông xuân các tỉnh phía Bắc là trước ngày 28 tháng 2 năm 2021. Với tiến độ gieo cấy như hiện nay, đặc biệt là cơ giới hóa được chú trọng, nên dự kiến đến ngày 25 tháng 2, Thái Bình sẽ hoàn thành xong gieo cấy lúa xuân sớm hơn so với chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp là 3 ngày. Để đóng góp vào giá trị trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh chỉ đạo tập trung vào tích tụ ruộng đất, sản xuất hàng hóa có đảm bảo chất lượng để có thể xuất khẩu được. Chính vì vậy mà trong cái đề án khuyến khích các hộ nông dân rồi là các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, tập trung tích tụ ruộng đất và sản xuất lúa gạo hàng hóa đảm bảo giống lúa có chất lượng, có giá trị, có bao tiêu sản phẩm để có thể xuất khẩu được. Với sự chủ động trong mọi điều kiện, Thái Bình kỳ vọng tiếp tục đóng góp hàng ngàn tấn gạo chất lượng cho xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2021 này. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch đến ngày 25 tháng 2, Thái Bình sẽ hoàn thành gieo cấy lúa xuân. Vụ xuân năm nay có một đặc điểm, đó là tỷ lệ cơ giới được đẩy mạnh và tình trạng ruộng bỏ hoang theo đó cũng giảm theo. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Đông Hưng. Lại một vụ lúa nữa, chị Phạm Thị Thủy, xã Đông Động, huyện Đông Hưng đưa cơ giới hóa xuống đồng. Không chỉ cấy riêng hàng chục mẫu ruộng tích tụ cho gia đình, mà chị Thủy còn cấy thuê cho bà con ở các địa phương trên địa bàn huyện. Mấy cấy là nó năng suất cao hơn, mà cây lúa nó đẻ nhánh tốt hơn, chi phí thấp hơn. So với cấy tay thì bây giờ đi thuê công thì cũng 250-300 một công. Thế mà chị cấy như này là một xào của chị từ mộng mạ cho đến công nữa là chỉ có 250 thôi. Thu về sản lượng là khoảng 2 tạ một xào. Cấy bằng máy vừa tiết kiệm được tiền thóc sống, tiền công cấy từ 50 đến 100 ngàn đồng một xào, lại tiết kiệm thời gian. Do vậy mà tại huyện Đông Hưng, nhiều địa phương tỷ lệ cơ giới hóa đạt từ 50 đến 80% như xã Nguyên Xá, Đông Động, Phú Châu, Trương Dương. Diện tích tích tụ cũng theo đó mà tăng. Đối với Nguyên Xá thì để đẩy mạnh cái cơ giới hóa đưa vào sản xuất nông nghiệp thì đối với địa phương chúng tôi đã tập trung là tuyên truyền kết hợp với các đồng chí cán bộ cơ sở thôn để liên kết cùng với lại các chủ hộ máy để làm thế nào mà đẩy mạnh cái việc đưa cơ giới hóa vào. Cái diện tích bỏ hoang ấy là không còn nữa bởi lý do là riêng về cái bốn cụm này thì nó đưa vào cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp là cái tính đồng bộ của nó cao hơn. Việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện đúng lịch thời vụ, khắc phục tình trạng thiếu nhân công vào thời điểm chính vụ. Từ đó người dân đã thay đổi tập quán canh tác từ sản xuất truyền thống thủ công sang hình thức sản xuất tập trung mẫu lớn. Những thửa ruộng vốn bỏ hoang nay lại được hồi sinh. Mổ cắt thận là một cuộc phẫu thuật lớn để cắt bỏ hoàn toàn hoặc một phần thận. Đây là kỹ thuật khó đòi hỏi tay nghề cao và vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải. Bệnh nhân là người có tiền sử u thận giãn độ 4, nhiều sỏi. Sau khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải đã khám và hội chẩn chỉ định cắt bỏ thận trái. Ngày 18 tháng 2, bệnh nhân được tiến hành cắt thận trái theo phương pháp mổ mở. Sau 1,5 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật đã thành công. Thực hiện thành công kỹ thuật cắt thận tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải không chỉ khẳng định trình độ của y bác sĩ mà còn là việc đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại để phát triển các kỹ thuật mới, phục vụ tốt cho công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.